Chào mừng các bác quay trở lại với kênh mua bán xe qua sử dụng của Salon ô tô Tùng Bách, có địa chỉ duy nhất tại tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên ạ. Video ngày hôm nay thì em Huyền sẽ tiếp tục lên sóng cập nhật cho các bác những sản phẩm vừa mới về tới salon em. Nhà em thì chuyên làm những chiếc xe đẹp, những chiếc xe đời cao, mặc dù xe qua sử dụng nhưng phải là xe đi ít và đảm bảo hoàn toàn về vấn đề chất lượng cũng như là vấn đề pháp lý cho các bác ạ. Hôm nay thì em có một chiếc xe 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Toyota, Toyota Veloz Cross phiên bản CVT, xe sản xuất năm 2022 và có mức giá thành cũng khá là hợp lý. Bên đây thì em có một chiếc bán tải đến từ thương hiệu Mitsubishi. Đây là chiếc Chi Tông số tự động một cầu đời 2021 biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu. Chiếc xe này thì em chào bán với mức giá là trên 5 đồng các bác nhá. Nếu như mà yêu thích xe và muốn xem kỹ hơn, chi tiết hơn thì các bác nhớ theo dõi hết video của em, cũng như là cho em xin một like, một comment động viên ạ. Bên đây thì em có một chiếc sedan thuộc phân khúc hạng C đời 2019 màu trắng vô cùng đẹp, Kia Sedato phân khúc hạng C. Chiếc này thì được các bác tìm kiếm rất là nhiều trên thị trường, đặc biệt là màu trắng thì quá hiếm, cứ về đến là bay. Chiếc này đời cao nhưng mà với mức giá bán chỉ có nhô 4 đồng một chút xíu thôi. Còn lý do vì sao em này lại có cái mức giá thành hợp lý như vậy thì các bác nhớ theo dõi hết video của em Huyền nha. Bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết của từng xe. Đương nhiên rồi, đầu tiên sẽ bắt đầu từ mẫu xe 7 chỗ. Tại vì thời gian vừa qua có quá nhiều những vị khách hàng gọi điện đến salon em để tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ đời cao mà giá thành hợp lý. Và hôm nay khi về được đây rồi, em sẽ quay đầu tiên để cho các bác có thể ngắm em nó. Chiếc này đời 2022, lăn bánh 3 vạn km và em chào bán với mức giá là 600 triệu đồng các bác nhé. Phiên bản này thì vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu tại vì máy có 1.5 thôi. Những chiếc xe 1.5 như thế này lại còn là 7 chỗ, cực kỳ phù hợp cho bác nào đi gia đình đông người hoặc chạy dịch vụ đấy ạ. Về phần thân vỏ bên ngoài thì em Huyền sẽ đi qua một vòng để cho các bác xem là nước sơn bên ngoài có điểm gì đáng chú ý không. Đây là xe mộc toàn bộ 100%, phần sơn xi bên ngoài gần như là không có xước sát, chỉ có một vài vết rất là nhỏ, ví dụ như đây này các bác này. Đấy, với những chiếc xe đã lăn bánh ở trên đường thì xước sát nhỏ không thể tránh được rồi. Cái này nó giống như gọi là mụn nhọt bên ngoài thôi. Và nhà em sẽ có trách nhiệm là vệ sinh này, sơn tỉa, đánh bóng, dọn dẹp nội thất cho các bác toàn bộ. Đây các bác nha, các bác có thể chứng thực luôn lời của em Huyền nói. Em này quá tiết kiệm nhiên liệu. Đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu mà nhà sản xuất đưa ra. Nhưng mà theo em nghĩ để có thể vận hành được em này thì các bác cứ cộng thêm khoảng tầm 1 lít cho đến 1 lít rưỡi nữa, tùy cái cung đường cũng như là tùy chân ga các bác sử dụng. Nhân tiện đây thì em cũng sẽ mở luôn cả cái cốp để cho các bác xem luôn này. Em này thì có trang bị cảm biến lùi rồi. Nếu như mà mình không ngồi đến hàng ghế thứ ba, các bác có thể gập hẳn xuống như thế này, tạo một cái góc 90 độ luôn, tạo thành một cái cốp cực kỳ rộng để cho các bác thoải mái mà chở đồ. Còn nếu như mà khi dùng đến thì các bác chỉ cần lật lên thôi là đã có thêm hàng ghế thứ ba để mình có thể chở thêm người rồi. Đây. Đấy, rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản thôi. Còn cảm biến lùi này thì sẽ phục vụ cho các bác trong quá trình các bác di chuyển, các bác lùi xe, các bác đỗ xe nó thuận tiện hơn. Nói chung thì em thấy về trang bị option của em xe này thì cũng không thiếu gì. Giá thành hợp lý này, ăn uống thì tiết kiệm nhiên liệu. Thương hiệu Toyota thì cũng đã được khẳng định cái vị thế trong thị trường xe của Việt Nam rồi đúng không ạ? Ngoại thất bên ngoài thì rất là ngay ngắn, rất là liền lạc, rất là đẹp rồi. Bây giờ em mời các bác xem qua phần nội thất bên trong của chiếc xe này nhé. Mặc dù là xe Nhật nhưng mà cũng được trang bị rất là nhiều những cái tính năng option. Ví dụ như là em này cũng có sạc không dây, rồi phanh tay điện tử hết rồi, rất là tiện. Đây xem nào, ui có cả đèn nổ thông minh, tích hợp vô lăng hết. Chiếc xe này thì lăn bánh 3 vạn km, ghế thì là ghế lỉ pha da. Nhưng mà trên cái bề mặt này này, hoàn toàn là chưa thấy cái dấu hiệu hao mòn đâu. Tại vì km là cam kết km chuẩn zin, rất là mới, rất là đẹp luôn. Đặc biệt là ở trên cái phần vô lăng nhá, cái vân trên vô lăng nó vẫn còn nguyên. Đây các bác nhìn này, chưa hao mòn, chưa bóng một tí nào, phím bấm còi rất là mới và đẹp. Rồi những cái chi tiết nội thất như ở bên trong, ví dụ như là ở phần xung quanh tay nắm số hay là trên phần táp lô này thì hoàn toàn là không có xước sát gì đâu, chủ cũ cũng rất là giữ gìn. Khoang sau thì rất là rộng đây này các bác này. Đấy, đây là khoang khách, khoang thứ hai nhá, để em thử ngồi thử xem nào. Đấy, rộng rãi, thoáng, tha hồ để ví dụ như lúc nào mà mình ngồi đông người ấy, ngồi những cái chiếc xe rộng như thế này thì cảm thấy nó dễ chịu hơn rất là nhiều, tha hồ để chạy dịch vụ tại vì chở được quá là nhiều người, 7-8 người luôn. Em này thì thiết kế điều hòa cho hàng ghế sau sẽ là ở phần trần nhá các bác nhá. Đây,
phần trần là cái điều hòa đảm bảo mát cho cả hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba luôn đấy ạ. Và đặc biệt phần trần màu kem thì hoàn toàn không có bẩn luôn. Đấy, cái này cũng là một cái chi tiết để các bạn có thể khẳng định rằng chủ cũ đi xe khá là dữ. Với những chiếc xe qua sử dụng mình tìm được xe đẹp, xe chất lượng như thế này ấy, thì các bác là người sử dụng lần 2 hoặc là chủ sở hữu thứ hai, thứ ba thì sẽ thấy yên tâm hơn trong cái quá trình mình dùng rất là nhiều ạ. À, thân vỏ đẹp này, nội thất bên trong cũng không có gì để chê. Chắc chắn là máy móc động cơ nó cũng phải đẹp rồi đúng không ạ? Đây, mời các bác xem qua luôn phần máy. À, như em có giới thiệu từ đầu ấy đấy ạ, xe này là xe mộc nên cái máy nó hơi bẩn một chút xíu. Bọn em sẽ vệ sinh lại cái này hoàn toàn sạch sẽ khi các bác nhận xe. Nhưng mà như này thì các bác vẫn có thể nhìn rõ được. Em cứ quay công khai rõ ràng từ đầu cho các bác. Đây, quay vào ốc chân máy để cho các bác xem. Nó hoàn toàn là chưa có dấu hiệu bị vận mở đâu. Nhà em cam kết với chiếc xe này đấy là máy móc, động cơ, hộp số là nguyên bản nhà sản xuất. Và các bác có thể đem đi check hãng, check thợ, check thoải mái ạ. Xe thì cũng không có xảy ra tình trạng đâm xô hay là ngập nước gì đâu. Keo chỉ zin, kính zin và số km cũng chuẩn zin luôn ạ. Quá đẹp và xuất sắc đúng không? À, quan trọng nhất là giá thành hợp lý, 600 triệu đồng đã có 7 chỗ, đời cao 2022, lại còn là xe đẹp, xe zin, ăn uống thì lại còn cực kỳ tiết kiệm nữa chứ. Tội gì mà không mua đúng không ạ? Đây, đây, để em hạ xuống nha. Toyota Veloz Cross bản CVT. À, hiện tại thì em cũng đang trên đường về một em nữa, cũng là Toyota Veloz Cross nhưng mà là bản top và cũng là đời 2022. Em đấy thì đang chuyển xe lồng ra, có lẽ khoảng tầm 2-3 ngày nữa mới về tới đây cơ. Thì hôm đấy em sẽ lại tiếp tục lên sóng cho các bác nha. Bây giờ thì em sẽ mời các bác sang phía bên này để cùng ngắm qua em Chi Tông bán tải số tự động một cầu đời 2021 luôn của nhà em. Hôm trước thì em có về một chiếc cũng màu cam nhưng mà đời 22 và trước đấy thì là mới 100%, đã phun tiền về khách hàng Hải Dương rồi. Còn em này thì là đời 21 đi 6 vạn km các bác nhé. Đây đây đây, mời các bác xem qua. Mặc dù là 6 vạn cây nhưng mà hiện tại vẫn đang sử dụng dàn lốp zin theo xe đấy ạ. À, lốp trước và lốp sau em Huyền sẽ quay cho các bác luôn. Tại vì thường xuyên là sử dụng ở đường Hà Nội, đường đẹp mà. Nên là cái lốp còn, cái bề mặt lốp còn khá là dày, mấy cả lốp bán tải thì cũng rất là bền. Các bác có thể đi khoảng tầm 8-9 vạn là chuyện bình thường. Gầm bệ sắt xi thì rất là đẹp. Đây này các bác này, quay kỹ cho bác luôn. Thật ra thì đối với tất cả những chiếc xe qua sử dụng của nhà em, kể cả là bán tải này hay kể cả là xe con, thì nhà em đều kiểm tra gầm rất là kỹ. Nhưng mà khi quay video này thì tiện cái xe bán tải nó cao ấy, thì em có thể quay cái phần gầm dễ dàng hơn cho các bác. Gầm rất là đẹp, không có ham gì đâu các bác nhá. Kiểm tra kỹ lắm rồi. Tại vì đây cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng để có thể đánh giá xe của mình có đẹp, có chất hay không. Kèm theo đấy cái phần lót thùng bên trong đây này các bác nhìn này, hơi bẩn một xíu thôi nhưng mà thực sự là chủ cũ cũng rất là giữ, nó không có bị bẩn đâu. Người ta cũng kiểu như là không có chở đồ nặng hoặc là những cái vật sắc nhọn làm xước. À, và khi các bác nhìn qua chiếc xe này thì các bác cũng có thể thấy được ngay, bác chủ cũ đã độ thêm cái này là cái thanh thể thao. Thì đối với những chiếc xe bán tải cứ độ thêm thanh thể thao hoặc là nắp thùng thấp thì sẽ làm cái xe nhìn nó đẹp hơn, nó ok, nó dễ chịu hơn đúng không ạ? Bên ngoài thì thực sự là không có gì để chê đâu. Sơn xước các thứ là không có xước sát, xe rất là đẹp. Em mời các bác ghé qua luôn cái phần nội thất bên trong. À, em này còn độ thêm cả ghế da rồi đây. Tại vì nguyên bản sẽ là ghế nỉ các bác nhá. Ghế da thì nó sẽ có ưu điểm đấy là sạch hơn, dễ vệ sinh hơn và cũng đỡ mùi hơn. Ghế nỉ thì thường ví dụ như chẳng may trời mưa hoặc là bị đổ cái gì ra thì nó sẽ hay để lại cái mùi khó vệ sinh hơn ạ. Trần màu kem không bẩn này, ghế da này, vì ghế da bọc nhưng mà người ta cũng bọc từ lúc mới mua rồi các bác ạ. Mấy cả đi thì số km là chuẩn, xe bán tải thì rất là bền, nói thật là ô tô thì nó bền lắm, không dễ bị hỏng đâu. Cái vô lăng này các bác nhìn này, mới dã man luôn. Đây 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 các bác nhìn nhá, vân vô lăng này còn nguyên, rồi phím bấm còi thì mới tinh. Nội thất nhựa thì không có xước sát, đặc biệt nhá, đặc biệt những cái chỗ này chẳng hạn mình hay để cốc nước hoặc là để cái gạt tàn ấy, thường xuyên cầm nắm hay chạm vào đây, nếu mà ai không giữ, ai không cẩn thận một tí thôi là xước ngay. Nhưng mà như các bác nhìn này, mới phấn lên như thế này cơ mà. Và chiếc xe Chi Tông này em chào bán với mức giá là 520 triệu đồng các bác ạ. Xe thì đã trang bị đầy đủ màn hình cam lùi các thứ hết rồi, mua về sẵn sử dụng thôi, cũng có cả ghế da, có cả thanh thể thao rồi nhá các bác nhá. Trong tất cả những chiếc bán tải thì Chi Tông cũng là một mẫu xe mà được các bác lựa chọn rất là nhiều, tại vì giá thành hợp lý, kiểu dáng đẹp, kèm theo đấy là khi mình đi xa ngồi cũng không bị mỏi. Em này thì cũng có bệ bước chân, xe cao như thế này mà không có bệ bước chân thì không biết là lên kiểu gì. Đây, không gian sử dụng cũng rất là thoáng luôn, vừa tiện để mình đi gia đình cũng được này.
tiện để mình có thể mua về để ví dụ như chở hàng nhẹ này, những bác làm cơ khí, những bác làm điện hoặc những bác mà thường xuyên phải đi công trường hoặc đi đường xấu thì các bác thường hay cân nhắc đến chiếc bán tải này. 520 triệu đồng các bác nhá. Chi tông đời 2021. Xe đẹp, nhà em cam kết zin chuẩn luôn từ kính cho đến keo chỉ. Và bây giờ thì em Huyền sẽ mở cái phần máy ra để cho các bác xem là máy móc của em này như thế nào nhá. Chắc chắn là phải zin rồi. Nhà em thì xe có như nào báo chuẩn như vậy. Thi thoảng thì cũng có xuất hiện một vài chiếc xe bị tình trạng bị dập hoặc mất keo chỉ, nhưng mà những xe đấy thì em cũng báo rõ và cam kết từ đầu cho các bác. Nói chung là báo chuẩn từ đầu thì các bác khi đến mua xe là các bác đã biết rõ tình trạng xe rồi, các bác đến là các bác có thể mua được luôn. Như em này là chuẩn zin hết đấy ạ, không có cái vấn đề gì đâu. Từ máy móc, động cơ, hộp số là nguyên bản hết, và keo chỉ cũng zin, kính cũng zin các bác nhá. Thế nên là các bác yên tâm chưa? Có đội ngũ kỹ thuật kiểm tra chéo rồi, người này kiểm tra xong người khác lại kiểm tra. Nếu mà phát hiện ra sai phạm là cái người kiểm tra đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Nên là ai cũng kỹ càng hơn. Mua xe cho khách hàng nhưng mà không khác gì mua xe cho người nhà đâu. Zin đen luôn đúng không các bác? Quá là đẹp. Ui em này thì nặng lắm đây này. Giữ cái nắp capo từ nãy đến giờ khách sắp gãy tay luôn. Đây để em hạ xuống nha. Đấy. 520 triệu đồng bán tải chi tông số tự động một cầu đời 2021, lăn bánh 6 vạn km, đã lên ghế da, đã lên thanh thể thao đầy đủ. Trước khi mà đi sang cái em Cerato này thì sẽ nhờ bạn quay nghiêng qua phần bên này cho các bác. Tại vì hôm nay nhà hơi chật nên là em để như này. Vì vậy em cũng muốn quay hết, không thì sợ các bác bảo là hay là bên này có xước không dám quay. Đây các bác nhá, rất là đẹp. Xe đã có sẵn rồi, nếu bác nào thích thì cứ đến phun tiền là lấy xe về thôi. Còn nhà em thì bao rút hồ sơ gốc, nói chung giấy tờ đầy đủ. Các bác về chỉ việc lên văn phòng thuế, nộp thuế, bấm biển một buổi sáng là xong thôi ạ. Bây giờ thì em Hiền sẽ giải đáp thắc mắc là tại sao chiếc Cerato 1.6 này đời 2019 mà em chỉ bán có 410 nhá. Chắc là nhiều bác cũng đoán ra rồi đúng không? Đơn giản tại vì đây là một chiếc xe số sàn, 1.6 số sàn, tiết kiệm nhiên liệu, đi dịch vụ cũng vẫn được đấy các bác ạ. Tại vì kiểu dáng đẹp với cả nó cũng không ăn uống là bao. Bây giờ người ta mà mua đi chạy dịch vụ ấy, các khách hàng cũng thích những chiếc xe đẹp, những chiếc xe rộng lắm ạ. Em sẽ đi qua một vòng để cho các bác xem về phần dáng phía trước, phía sau xe, kèm theo đấy tiện thể xem cái cốp có rộng không để các bác có thể chở đồ thoải mái hay không. Hạng C mà thì các bác không cần phải lo về vấn đề cốp có rộng không đâu, cốp cực kỳ rộng, thoải mái mà để đồ đây các bác nhé. Rộng rãi như này xếp được khoảng tầm 3-4 cái vali to luôn. Đấy các bác nhìn xem xứng đáng với cái mức giá 410 không? Tại vì thực sự là bên ngoài thì nó quá là ngay ngắn, quá là liền lạc. Nhìn cái xe nó rất là cứng, rất là chắc rồi. Lại còn là màu trắng, màu này thì ai cũng có thể đi được. Nội thất bên trong thì thực sự là cũng chẳng có gì để chê đâu. Nó vô cùng tương xứng với cái đời xe, với số km mà xe sử dụng. Nội thất là nội thất zin theo xe các bác nhé. Chiếc này thì chạy được 7 vạn 7 km rồi, xuyên suốt 7 vạn 8. Sau 4 năm sử dụng mỗi năm nhanh quanh đi 2 vạn cây. Các bác nhìn này, mới, đẹp đúng không ạ? Chủ khá là giữ gìn. Trên bề mặt da nếu như mà nói là đi hơn 7 vạn cây mà bảo là không có sự hao mòn là không phải, nó cũng có sự hao mòn đấy. Nhưng mà nó tương thích chuẩn với lại số km xe sử dụng. Cái vân vô lăng các bác vẫn có thể thấy rất là rõ ở đây này, kèm theo phím bấm còi cực kỳ mới. Mặc dù là số sàn nhưng mà đây là một chiếc xe thuộc thương hiệu của Kia, xe Hàn. Thì đặc trưng của xe Hàn đấy là thiết kế đẹp và option rất là nhiều luôn. Số sàn nhưng mà cũng có đầy đủ tích hợp vô lăng này, cũng có đề lỗ thông minh hết rồi. Và đây các bác nhìn cái tay nắm số nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, số sàn thì thường xuyên mình sẽ phải sử dụng cái này nhiều hơn so với số tự động một chút để vào số ấy. Nhưng mà nó mới và đẹp như thế này thì các bác có thể tin rằng đây là một chiếc xe chạy chuẩn có hơn 7 vạn. Chủ cũ cũng vô cùng giữ gìn khi các bác nhìn những cái nội thất nhựa ở phần táp lô và táp bi cửa hoàn toàn không có xước sát gì đâu ạ. Xe quá là đẹp luôn. Trang bị màn hình cam lùi, cam hành trình đủ hết, không thiếu một cái gì. Mua về chỉ sẵn sử dụng thôi. Hạng xe lên cái không gian sử dụng rất là rộng. Đây là cái khoang khách này, khoang phía sau này các bác này. Đấy, và cũng có trang bị cả cửa gió điều hòa phía sau luôn. Quá là tiện lợi đúng không ạ? 410 triệu đồng là giá nhà em chào bán cho chiếc Kia Cerato 1.6 số sàn đời 2019, lăn bánh hơn 7 vạn cây, trần màu kem rất là sạch luôn. Đấy, nếu như bác nào mà đang tìm kiếm một chiếc Kia Cerato ấy mà không muốn làm trả góp ngân hàng trong cái mức giá vừa phải và cũng muốn một chiếc xe đời cao chút thì các bác có thể cân nhắc đến cái sản phẩm này. Tại vì em nghĩ rằng nhìn qua cái ngoại thất bên ngoài thì cũng không ai có thể nhận ra hoặc là phân biệt được rõ đây là số sàn hay số tự động đâu. Thật ra đi số tự động hay đi số sàn cũng vậy thôi, nó tùy sở thích của từng người. Các bác cứ xem là nó phù hợp với lại
điều kiện kinh tế của mình với nhu cầu của mình thì các bác mua nhé. Đây, thôi, chẳng nhắc lên nữa. Định nhắc lên nhưng mà lại thôi. Tiện đây sẽ quay cho bác xem phần máy móc của xe này. Zin đét đèn đẹp luôn. Đây là một cái sản phẩm đẹp, một cái sản phẩm được cam kết zin từ máy móc, động cơ, hộp số, không có xảy ra tình trạng đâm xô hay là ngập nước. Đấy, em cứ quay kỹ cho các bác xem nha, tại vì là rất mong muốn qua video thì các bác có thể nắm được 70-80 tình trạng xe trước khi các bác đưa ra quyết định là đặt cọc giữ xe hoặc là đến với Tùng Bách Thái Nguyên ạ. Tại vì em biết rằng phần lớn các bác mà đang theo dõi trên kênh YouTube của em ấy thì đều là ở xa, không phải là bác nào cũng trong tỉnh Thái Nguyên đâu. Zin nhá các bác nhá. Đấy, cam kết rõ trên văn bản bao check test toàn quốc đấy ạ. Đây này, cái tấm nỉ cabo cũng còn quá mới và quá đẹp như thế này, khẳng định chủ cũ rất là giữ gìn luôn. Ôi trời ơi, nặng. Nặng, chịu hết cả tay rồi. 410 triệu đồng các bác nhá, là giá mà nhà em chào bán cho chiếc Kia Cerato số sàn đời 2019 màu trắng ngọc trinh ạ. Bên đây là chi tông số tự động một cầu màu cam đời 2021 với giá chào bán 520 triệu đồng và mẫu xe 7 chỗ Toyota Veloz Cross đời 2022 lăn bánh 3 vạn cây với mức giá chào bán là 600 triệu đồng. Ngoài ba cái sản phẩm mà em Huyền giới thiệu ngày hôm nay thì nhà em cũng còn rất là nhiều xe, gần như là kín hết cả nhà rồi đấy ạ. Những chiếc xe này thì cũng đã đều có video chi tiết riêng cho từng em. Nếu như mà bác nào đang yêu thích em nào và đang cân đối với sản phẩm nào thì các bác cũng đừng ngại, cứ liên hệ đến Tùng Bách Thái Nguyên theo số em ghim dưới góc màn hình rồi để em có thể tư vấn kỹ hơn cho mình. Ngoài ra thì nhà em có hỗ trợ trả góp trên toàn miền Bắc và nhận vận chuyển xe trên toàn quốc cho các bác, nên là các bác có thể hoàn toàn yên tâm. Nếu bác nào ở xa mà vận chuyển thì các bác chỉ cần đặt cọc trước 20 triệu đồng thôi, em ship xe đến nơi, các bác kiểm tra chất lượng xe đúng như cam kết thì nhận xe thanh toán tiền, còn nếu sai salon sẽ hoàn cọc 100% và chịu mọi chi phí phát sinh cho các bác đấy ạ. Hôm nay thì em xin phép kết thúc video tại đây, các bác nhớ đừng quên cho em xin một like ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai ạ.